Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do hoạt động của vùng xoáy thấp trên các tầng khí quyển đã khiến trong 2 ngày qua tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng. Vào ngày hôm nay thì mưa vẫn xảy ra trên toàn khu vực. Tuy nhiên, vùng có mưa lớn thu hẹp lại và chỉ tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ như tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Nhiệt độ cao nhất ngày cũng không vượt quá ngưỡng 33 độ. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này thì hệ thống gây mưa sẽ suy yếu hẳn, trong khi đó ở trên tầng cao, áp cao cận nhiệt lại có xu hướng lấn mạnh về phía Tây, do đó toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có kiểu thời tiết có mưa vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất ngày được nhận định sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng 35 đến 36 độ. Trạng thái thời tiết nắng ráo sẽ vẫn duy trì trong ngày mùng 7 tháng 9, tức là thứ hai đầu tuần sau. Tuy nhiên tiết trời còn có phần oi nóng hơn với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ. Và đến khoảng tối đêm thì khối áp cao lạnh lục địa dồn xuống, nén rãnh áp thấp xuống khu vực Bắc Bộ thì mưa dông sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực. Đến với khu vực miền Trung, trong những ngày tới hệ thống gây mưa suy yếu nên tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, mưa giảm nhanh, trời có nắng, càng về trưa thì cường độ nắng càng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày theo đó tăng lên ngưỡng 33 đến 36 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết ít có sự biến đổi, trời phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày cũng phổ biến dao động từ 33 đến 36 độ. Tuy nhiên về chiều tối thì người dân cũng cần lưu ý đề phòng những cơn mưa dông cục bộ. Mưa xuất hiện và kết thúc nhanh nên góp phần làm giảm bớt oi nóng ban ngày và không gây cản trở gì để các hoạt động dân sinh. Trong những ngày tới ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trường gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ yếu. Do vậy mà thời tiết khu vực vẫn duy trì trạng thái có mưa vài nơi và có nắng nhiều vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên dao động trong ngưỡng 29 đến 32 độ và ở Nam Bộ phổ biến trong khoảng 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối tại hai khu vực này vẫn xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ rải rác. Mặc dù những cơn mưa với lượng không nhiều và kết thúc nhanh, nhưng quý vị vẫn cần mang theo vật dụng che mưa để đề phòng. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay, những đám mây đối lưu vẫn còn phát triển mạnh và gây mưa dông, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, sang đến ngày mai thì mưa sẽ giảm dần, khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cũng giảm. Thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái ổn định hơn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Còn trên các vùng biển khác, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết hầu như diễn ra tương đối tốt, ngoại trừ phần phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông diễn ra ở mức độ rải rác và các khu vực khác thì thời tiết phổ biến ít mưa. Cường độ gió trên các vùng biển cũng không quá mạnh, phổ biến dưới cấp 4 nên sóng biển không cao, thời tiết hầu như là rất thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày mai, mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Ngày còn nắng với nền nhiệt độ tăng dần. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết ít biến đổi, phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.